Hải Triều và Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua Dễ Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng khởi đầu tuần mới với những thông tin rất hữu ích xoay quanh việc giáo dục trẻ em và chăm sóc gia đình. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện chương trình khám tư vấn bệnh lý miễn phí cho người dân. Sau đây là ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu. Hiện nay, do phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bệnh nhân ở các tỉnh khó có thể đến khám trực tiếp tại bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực tế trên, bệnh viện Chợ Rẫy đã cung cấp 30 số điện thoại để thực hiện tư vấn online miễn phí cho bệnh nhân không mắc COVID-19. Theo đó, với 30 số điện thoại di động này, đại diện cho 30 chuyên khoa từ ung thư, nội tiết, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thận nhân tạo, chăm sóc giảm nhẹ sẽ thường trực 24/24 để tư vấn, khám bệnh qua điện thoại hoặc video call cho bệnh nhân khi bệnh nhân có thắc mắc về các bệnh lý nói trên. Với điều trị bằng thuốc cũng như các cái biện pháp không sử dụng thuốc như chế độ ăn phù hợp, vấn đề vận động, thể thao đã giúp cải thiện triệu chứng cũng như giảm các cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch như tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc là suy tim hay là rối loạn nhịp. Tuy nhiên, trong cái đại dịch COVID-19 trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam đã ảnh hưởng quan trọng tới vấn đề tái khám của bệnh nhân tại các cái chuyên khoa. Thứ nhất là cái mối liên hệ trực tiếp giữa người bệnh với thầy thuốc một cách chặt chẽ thì chúng tôi cố gắng lựa ra là họ năm bác sĩ thì phụ trách cái hoạt động của kênh này, thì các bác sĩ này đều là thạc sĩ và có kinh nghiệm trong điều trị ung thư nhiều năm, rồi qua đó thì họ có đủ cái thông tin để giải thích cho bệnh nhân trong quy trình điều trị tại trung tâm ung thư cũng như là đưa ra những cái giải pháp mà nó phù hợp với tất cả sức khỏe của bệnh nhân. Hiện nay, các tổng đài viên đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức đi vào hoạt động. Quý khán giả cần được tư vấn khám bệnh online, không phải bệnh COVID-19, có thể liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của chuyên khoa cần khám. Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực giúp các bệnh nhân vẫn được chăm sóc sức khỏe an toàn trong thời điểm hiện nay. Trong khoảng thời gian qua, vì thực hiện giãn cách xã hội nên phụ huynh không thể đưa con đến các lớp học văn hóa hoặc những điểm vui chơi giải trí. Thay vào đó, nhiều người đã dạy cho con những bài học đơn giản ngay trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình của mình để giúp trẻ có những ngày ở nhà ý nghĩa hơn. Trong khoảng thời gian này, nhiều gia đình đã thay đổi thói quen sinh hoạt để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Thay vì đưa các con đi ăn bên ngoài hoặc đến các nơi công cộng giải trí vào dịp cuối tuần, thì nhiều bậc phụ huynh đã tự thiết kế những lớp học nấu ăn tại nhà để đảm bảo sức khỏe, cũng như giúp trẻ có thêm kỹ năng sống và gắn kết không khí gia đình. Tuy chỉ nấu ăn những món ăn đơn giản, nhưng việc hướng dẫn và cùng con vào bếp chính là phương pháp gần gũi nhất để dạy trẻ những kiến thức thực tiễn, cách chia sẻ cùng cha mẹ hay cách tự lo bữa ăn cho bản thân nếu phải ở một mình đối với trẻ từ bậc trung học cơ sở. Dành thời gian dạy con kỹ năng sống tại nhà không chỉ giúp những ngày nghỉ của trẻ bớt buồn chán mà còn là cơ hội để cha mẹ gần gũi và gắn kết cùng con. Tuy nhiên, trong thời gian đầu để trẻ làm quen với việc nấu ăn, quý khán giả cần có sự giám sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhiều bậc phụ huynh đã trang bị cho con những thiết bị cần thiết khi học tập tại nhà. Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên. Để chào đón năm học mới ngay từ tháng 7, 2021, FPT Shop đã đẩy mạnh chương trình Back to School với những ưu đãi đặc biệt nhất từ trước đến nay như kéo dài thời gian bảo hành sản phẩm lên đến 3 năm, giảm giá đến 15% khi trả thẳng, hay chương trình mua hàng trả góp 0% lãi suất áp dụng đối với học sinh sinh viên đang theo học tại tất cả các trường phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng mua sắm laptop và các thiết bị phục vụ năm học mới còn được nhận thêm nhiều phần quà thiết thực như ba lô thời trang, tiết kiệm thêm 200.000 đồng khi mua máy in hoặc giảm thêm 300.000 đồng đối với phần mềm Microsoft 365 Personal. Các chương trình ưu đãi hấp dẫn trên sẽ kéo dài từ nay đến ngày 30 tháng 9, 2021. Quý khán giả có thể xem thêm thông tin chi tiết tại website hoặc liên hệ hotline chính thức của FPT Shop. Trong thời điểm nhiều trẻ em vẫn chưa thể quay lại trường học và người dân vẫn đang được khuyến khích ở nhà, thì các bậc phụ huynh có thể tận dụng thời gian để cùng con khám phá thêm thế giới qua những trang sách.
Và quyển sách đầu tiên mà Mua Gì Ở Đâu giới thiệu đó chính là Bách Khoa Toàn Thư Về Địa Lý của nhiều tác giả, dịch giả Minh Quyên. Đây là sách phù hợp cho những bạn nhỏ từ 8 tuổi trở lên có sở thích khám phá thế giới. Thông thường khi nhắc đến Bách Khoa Toàn Thư, nhiều người nghĩ rằng sách sẽ rất nhiều chữ và nhàm chán. Thế nhưng, điểm đặc biệt của quyển sách này là phần nội dung thể hiện có sự kết hợp cùng hình ảnh sinh động, màu sắc bắt mắt có thể thu hút được sự quan tâm của trẻ. Tuy chỉ là một cuốn sách nhỏ nhưng sẽ gói gọn những thông tin đáng chú ý về trái đất, hành tinh xanh của chúng ta. Từ các đặc điểm địa lý tự nhiên cho đến con người, trẻ sẽ được tìm hiểu hàng loạt thông tin thú vị và hữu ích về đặc điểm địa lý tự nhiên của trái đất, từ những phân tử đá trong lòng đất đến núi non, sông hồ, đại dương, hay những bức ảnh tuyệt đẹp và sắc nét về thế giới tự nhiên, cùng cả những bức ảnh chụp từ vệ tinh. Bên cạnh đó là những thông tin, số liệu về dân cư và nền văn hóa của người dân ở các châu lục. Về độ chính xác thì không thể không yên tâm bởi nội dung của sách được các tiến sĩ, giảng viên hàng đầu về địa lý phối hợp biên soạn. Sách có giá bìa 289.000 đồng. Và nếu quý khán giả muốn rèn luyện cho trẻ khả năng quan sát thì InFocus tác giả Lippy Warden, dịch giả Thùy Dương sẽ là bộ sách không thể bỏ qua. Không giống những cuốn sách thông thường, InFocus tiếp cận những thông tin khoa học theo một lăng kính hoàn toàn mới, quan sát mọi thứ từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Lượng kiến thức mà InFocus đem lại rất lớn nhưng được chia thành nhiều chủ đề nhỏ logic, dễ hiểu. Mỗi cuốn InFocus có 10 chủ đề được giới thiệu qua hàng trăm bức vẽ minh họa từ 10 họa sĩ thuộc nhà xuất bản danh tiếng ở nước Anh. Với tranh vẽ đẹp và màu sắc tươi sáng như thế này, chắc chắn là các bạn nhỏ sẽ thích thú hơn rất nhiều. Như vậy các bé hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu hoặc khám phá khoa học cùng bố mẹ, người thân. Sách được bán với giá bìa là 236.000 đồng một quyển. Siêu mật Nipple và những lần gặm nhấm vĩ đại, tác giả Emma Wallace, dịch giả Linh Chi, lại là hai cuốn sách dành cho lứa tuổi nhỏ hơn một chút. Trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể đọc quyển sách này. Đây là câu chuyện kể về chú mọt sách siêu quậy Nipple. Cậu có sở thích đặc biệt là gặm sách mỗi ngày. Sức hút đặc biệt của siêu mọt Nipple không chỉ nằm ở nội dung thú vị, đáng yêu, mà còn ở hình thức vô cùng mới lạ với những hình vẽ sinh động. Nhờ hình thức đục lỗ độc đáo, vui mắt, các bé sẽ dễ dàng theo dõi hành trình đi tìm của Nipple và cảm nhận được hành trình ăn mọi thứ của nhân vật thông qua những chiếc lỗ đục từ trang này qua trang khác. Trẻ có thể vừa đọc câu chuyện, vừa chạm đến những trang sách ấn tượng, từ đó có thể kích thích được trí tưởng tượng của trẻ. Trong bộ sách có 2 quyển với giá bìa là 150.000 đồng một quyển. Nàng Bạch Tuyết được xem là câu chuyện khá quen thuộc đối với tuổi thơ. Tuy nhiên hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ đem đến trải nghiệm khác dành cho trẻ với hình thức là sách xuyên thấu. Lật Mở Xuyên Thấu của Đinh Tị Books là một sách xuyên thấu đầu tiên của Việt Nam với công nghệ in ấn phức tạp hơn. Với nội dung và thiết kế lỗ đục cùng tương tác lật mở chuyển cảnh linh hoạt ở khắp cuốn sách, các bạn nhỏ sẽ rất thích thú khi tham gia vào chuyến khám phá thú vị này. Sách được biên soạn dành cho trẻ từ 2 đến 8 tuổi với giá bìa là 150.000 đồng một quyển. Và nếu trong phần đầu Mua Gì Ở Đâu đã giới thiệu quyển sách dành cho những bé yêu thích khám phá địa lý, thì trong gợi ý cuối cùng này, Mua Gì Ở Đâu sẽ mang đến một quyển sách dành cho các bé yêu thích khoa học. Đó chính là Bách Khoa Toàn Thư Về Khoa Học của nhiều tác giả, dịch giả Thùy Dương. Cuốn sách gồm 8 chủ điểm lớn, ngoài những chủ điểm quen thuộc như động thực vật, trái đất, vũ trụ, con người. Sách còn bao gồm thêm 4 chủ điểm mang tính chất khoa học chuyên sâu khác liên quan đến ngành khoa học khó hơn như vật lý, sinh học, hóa học, năng lượng, những hiện tượng tự nhiên, những phát minh có tính đột phá đối với nhân loại, những sự thực khoa học và những vấn đề mới nhất đều được giải thích thật đơn giản và rõ ràng. Với vô số biểu đồ cùng hình ảnh minh họa hấp dẫn, cuốn sách sẽ khơi dậy sự hào hứng, thích thú của bé. Sách có giá bìa là 480.000 đồng một quyển. Quý khán giả có thể tìm đọc những đầu sách khá thú vị mà Mua Gì Ở Đâu gợi ý trên đây của nhà xuất bản Đinh Tị tại hệ thống nhà sách trên cả nước, hoặc có thể đặt mua sách online tại website chính thức của Đinh Tị. Quý khán giả cần xây dựng thời gian biểu phù hợp cho con, cân bằng giữa việc học, nghỉ ngơi và thư giãn. Và tất nhiên là không thể thiếu việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng những món ăn hấp dẫn tương tự mách nhỏ ngay sau đây. Nếu bé tỏ ra thích thú những món ăn được tạo hình nhỏ nhắn xinh xắn thì cơm cuộn rong biển lương là một lựa chọn thật lý tưởng. Đầu tiên hãy cắt dưa leo thành từng khối thật nhỏ cho bé dễ ăn.
cắt lương nướng sao cho vừa với cuộn cơm. Công đoạn cuộn cơm là thú vị nhất. Có thể rủ bé cùng làm với bạn để bé yêu thích món ăn hơn nhé. Vừa cuộn xong là bé có thể cầm ngay cuộn cơm lên cắn một miếng rồi. Ngon lành quá luôn. Bạn có đang xem chương trình cùng bé không? Hãy hỏi xem cuối tuần này bé có muốn ăn thử món mới không nhé. Món ăn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.